Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Việt Nam đang từng bước hội nhập, bước vào kỷ nguyên mới với vô số dự án, sản phẩm công nghệ dành cho mọi thế hệ. Tuy nhiên do tác động từ đại dịch COVID-19, thiên tai bão lũ khắc nghiệt, năm vừa qua bỗng trở nên ảm đạm, cuộc sống hàng triệu người dân cũng vì thế mà khó khăn hơn bao giờ hết. Để xoa dịu những tổn thất mà người dân đang phải gánh chịu, Hàng loạt tập đoàn lớn đã đóng góp một phần công sức cho nỗ lực kiềm chế đại dịch và đưa cuộc sống của mọi người sớm trở lại trạng thái bình thường. Trong đó phải kể tới sự chung tay hỗ trợ của Oppo, thương hiệu cho ra đời những siêu phẩm công nghệ được cộng đồng tin tưởng, hướng đến nhiều giá trị tích cực. Vào cuối tháng 4 năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu có diễn biến phức tạp tại Việt Nam, OPPO đã chia sẻ những khó khăn mà các cơ quan y tế Việt Nam đang gặp phải bằng việc đóng góp vào quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng 10 phòng cách ly y tế và 1.000 bộ kiếp xét nghiệm. Không chỉ vậy, trước tình hình hạn mặn ngày càng nghiêm trọng ở miền Tây, OPPO cũng đóng góp 1 tỷ đồng để lắp đặt máy lọc nước cho người dân vùng hạn mặn. Các nghĩa cử này được xem như lời cảm ơn của Oppo đối với sự quan tâm và ủng hộ từ người dùng trong thời gian tròn 7 năm thương hiệu này hiện diện và phát triển tại Việt Nam. Phía Oppo chia sẻ, đây là sự kiện ghi nhận tình cảm gắn bó của Oppo đối với Việt Nam trong 7 năm qua, là sự tri ân những khách hàng và mong muốn góp phần tham gia vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của cả đất nước ngày 27 tháng 3 tới đây đánh dấu cột mốc 7 năm thương hiệu Oppo chính thức ra mắt và phát triển tại thị trường Việt Nam 7 năm cũng chính là khoảng thời gian mà Oppo nhận được sự quan tâm yêu thương và ủng hộ từ người dùng cộng đồng và offense với những sản phẩm của mình với mong muốn tri ân Việt Nam chân thành sâu sắc Oppo hy vọng việc chung tay đóng góp này sẽ giúp Việt Nam thêm kiên cường giúp đội ngũ y bác sĩ cán bộ công chức sĩ quan chiến sĩ quân đội công an và hàng ngàn tình nguyện viên đang ngày đêm nỗ lực hết mình ở tuyến đầu chống dịch sẽ cùng người dân đồng lòng hợp sức đẩy lùi dịch bệnh và tình hình hạn mặn kéo dài. Bên cạnh đó trong vòng 7 năm chính thức gia nhập thị trường, hãng cũng liên tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng như xây trường học, xây cầu, lắp hệ thống lọc nước cho người dân ở những địa phương khó khăn. Những hành động ấy như một lời chi ân khách hàng và mong muốn sẽ chia cùng xã hội vượt qua giai đoạn khó khăn. Được biết, là thương hiệu smartphone với 16 năm hình thành và phát triển trên toàn cầu và cũng như 7 năm gia nhập thị trường Việt Nam, đón nhận đông đảo người dùng yêu mến và gặt hái nhiều thành công, Oppo đang bước sang giai đoạn mới. Với tầm nhìn mới, trách nhiệm lớn hơn, Oppo xác định đổi mới công nghệ cho nhân loại và mang lại sự tử tế cho thế giới chính là cam kết của hãng đối với người dùng cũng như cộng đồng để cùng phát triển và hướng đến những giá trị bền vững. Nhằm lan tỏa thông điệp Cùng hình dung khoảnh khắc cuộc sống, Oppo Reno 5 gia mắt khép lại năm 2020 nhiều thách thức và mở ra năm 2021 nhiều hy vọng và tươi sáng. Đồng thời Oppo Reno 5 đã đồng hành cùng WeJoy Award 2020 tìm kiếm, khắc họa, tôn vinh những nhân vật, câu chuyện truyền cảm hứng, hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp. Việc tái hiện những mảng màu ánh sáng thực sự khác biệt, kết hợp với chân dung các nhân vật và một lần nữa tạo nên diệu kỳ Việt Nam đầy ý nghĩa chẳng cần đóng góp vĩ mô hay truyền tải thông điệp hào nhoáng, trong lúc khó khăn, mỗi người chỉ cần làm tốt phần việc của mình, sử dụng chính năng khiếu, nguồn lực và ý tưởng của bản thân là đã có thể tạo ra sự khác biệt, tạo ra một giá trị giản đơn. Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc diệu kỳ Việt Nam, qua ống kính ốc Reno 5 để thấy rằng lòng nhân ái, vẻ đẹp của sự tử tế vẫn đang tỏa sáng khiến 2020 trở thành một năm đáng nhớ nhé. Quang Đăng Tràng trai cùng vũ điệu giữa tay trở thành đại sứ của những niềm cảm hứng lạc quan trong mùa dịch bệnh. Đúc kỳ, chú Việt vàng bước ra từ rác Việt. Mỹ Anh, cô nàng hot ghen siêu định đám đúng chuẩn con nhà người ta. Tất Minh và Minh Hiếu, đôi bạn 10 năm cổng nhau trở thành học sinh giỏi tỉnh, thi đổ 28 điểm đại học. Cô giáo Hà Ánh Phượng, người dân tộc Mường Lộc tốt 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu. Nhóm đuốc mồi và dự án Việt sử kiêu hùng, khi người Việt yêu lịch sử bằng điện ảnh. Phim một chân, từ cậu bé bị gã tâm thần chém mất chân đến hành trình trở thành YouTuber tử tế. Jesse Khánh Trần, bước ra thế giới với những đôi giày làm từ bã cà phê và chai nhựa. Hệ thống thông tin cứu hộ miền Trung, hệ thống công nghệ đầu tiên giúp hàng ngàn tình nguyện viên có thể cùng tổng hợp dữ liệu trực tuyến. Độc đáo xe cắt tóc lưu động tiền tỷ ở Sài Gòn, khách chỉ cần trả phí bằng nụ cười tươi. Oppo Reno 5 với thông điệp, cùng hình dung khoảnh khắc cuộc sống, hân hạnh đồng hành cùng We Choice World 2020 để tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng năm 2020. Dù mới ra mắt nhưng Oppo Reno 5 được đánh giá như một siêu phẩm công nghệ bởi thiết kế mỏng nhẹ với hai phiên bản đen huyền bí và bạc đa sắc thời trang. Smartphone mới nhất của Oppo sở hữu camera với đa dạng tính năng chụp ảnh và quay video ấn tượng, video phơi sáng kết, video hiển thị kết, video siêu quay đen, video siêu chậm 960 fps, chân dung màu AI và video siêu chống dung 3.0. Reno 5 còn gây ấn tượng khi sở hữu hệ điều hành Coloro 11 mới nhất và trang bị khả năng sạc nhanh 50 w đúc sạc 80% pin chỉ trong 31 phút. Oppo Reno 5 hẳn là lựa chọn cá tính dành riêng cho thế hệ gen năng động cũng như các tín đồ đam mê công nghệ. Xem thêm thông tin tại đây.